6 tác dụng tuyệt vời của lá đinh lăng đối với sức khỏe. Thứ nhất đó là cải thiện tình trạng mất ngủ nhờ có các hoạt chất với tác dụng ức chế những cái men monoacin oxidase, nó giúp cho cái khả năng dẫn truyền thần kinh đó, nó được tốt hơn và xua tan những cái cảm giác mệt mỏi nguyên nhân của mất ngủ. Ngoài ra cái mùi của lá đinh lăng nha, nó còn có tác dụng an thần, đã thông kinh mạch, giúp cho bạn có giấc ngủ sâu hơn và ngon hơn. Thứ hai, cải thiện chức năng gan. Cây đinh lăng có chứa nhiều loại axit amin, trong đó có là methionine. Đây là axit amin quan trọng trong cái chức năng bảo vệ gan và làm mát cũng như giúp giải độc gan. Thứ ba là cải thiện sức đề kháng, điều trị những cái suy nhược cơ thể. Tác dụng của lá đinh lăng còn giúp cải thiện sức đề kháng, điều trị suy nhược cơ thể vì chúng chứa những cái thành phần như alkaloid nào và các vitamin nhóm B, vitamin C, cung cấp các vitamin quan trọng cho cơ thể, giúp cho cơ thể tăng sức đề kháng và phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Thứ tư đó là chống suy giảm trí nhớ. Lá đinh lăng còn có tác dụng chống suy giảm trí nhớ, tăng cường cho hệ thần kinh bởi chứa nhiều vitamin nhóm B, nhất là vitamin B1. Thì lá đinh lăng theo những cái nghiên cứu có tác dụng tăng biên độ điện thế của não, tăng khả năng tiếp nhận các tế bào thần kinh ở vỏ não. Thứ năm đó chính là lá đinh lăng giúp cải thiện đường tiêu hóa. Nước sắc ga từ lá đinh lăng giúp hỗ trợ điều trị các triệu chứng về tiêu hóa như là tiêu chảy, khó tiêu, đầy hơi nhờ những cái axit amin trong đinh lăng. Dùng trong vài ngày đường tiêu hóa nó sẽ cải thiện tốt. Thứ sáu đó là chữa ho lâu ngày. Từ xưa thì rất là nhiều người ho lâu ngày điều trị bằng cách dùng lá đinh lăng, vì trong lá đinh lăng có vị đắng nè, tính mát, chứa nhiều vitamin nhóm B và hoạt chất saponin. Đặc biệt đinh lăng giúp lông đờm rất là tốt. Hãy theo dõi kênh của bác sĩ Minh để có thêm nhiều kiến thức y khoa bạn nhé.